cuối tuần của tôi Cuối tuần của tôi Có lẽ ai cũng mong chờ đến cuối tuần. Vào cuối tuần tôi sẽ được ngủ nướng và dậy muộn hơn bình thường. Vì dậy muộn nên tôi sẽ ăn bữa sáng kiêm bữa trưa luôn. Sau khi ăn tôi sẽ phải dọn nhà. Công việc mà tôi ghét nhất. Thường thì tôi sẽ dành ngày thứ bảy để dọn dẹp nhà và nghỉ ngơi, còn vào chủ nhật thì tôi hay đi chơi và đi ăn với bạn. Tối chủ nhật tôi sẽ lên kế hoạch thật chi tiết cho một tuần làm việc mới. Đây là thói quen của tôi, nếu không lên kế hoạch thì tôi sẽ không biết mình phải làm gì trong tuần mới cả. Tôi nghĩ thói quen này rất tốt. Tôi luôn luôn đi ngủ sớm vào chủ nhật để chuẩn bị cho một tuần mới đầy năng lượng. Tôi yêu những ngày nghỉ cuối tuần và luôn ước ngày nào cũng là cuối tuần. Các bạn có giống như tôi không? Có lẽ ai cũng mong chờ đến cuối tuần. Có lẽ ai cũng mong chờ đến cuối tuần. Vào cuối tuần, tôi sẽ được ngủ nướng và dậy muộn hơn bình thường. Vào cuối tuần, tôi sẽ được ngủ nướng và dậy muộn hơn bình thường. Vì dậy muộn nên tôi sẽ ăn bữa sáng kiêm bữa trưa luôn. Vì dậy muộn nên tôi sẽ ăn bữa sáng kiêm bữa trưa luôn. Sau khi ăn, tôi sẽ phải dọn nhà. Công việc mà tôi ghét nhất. Sau khi ăn, tôi sẽ phải dọn nhà, công việc mà tôi ghét nhất. Thường thì tôi sẽ dành ngày thứ bảy để dọn dẹp nhà và nghỉ ngơi. Thường thì tôi sẽ dành ngày thứ bảy để dọn dẹp nhà và nghỉ ngơi. Còn vào chủ nhật thì tôi hay đi chơi và đi ăn với bạn. Còn vào chủ nhật thì tôi hay đi chơi và đi ăn với bạn tối chủ nhật tôi sẽ lên kế hoạch thật chi tiết cho một tuần làm việc mới tối chủ nhật tôi sẽ lên kế hoạch thật chi tiết cho một tuần làm việc mới đây là thói quen của tôi đây là thói quen của tôi. Nếu không lên kế hoạch thì tôi sẽ không biết mình phải làm gì trong tuần mới cả. Nếu không lên kế hoạch thì tôi sẽ không biết mình phải làm gì trong tuần mới cả. Tôi nghĩ thói quen này rất Tốt. Tôi nghĩ thói quen này rất tốt. Tôi luôn luôn đi ngủ sớm vào chủ nhật để chuẩn bị cho một tuần mới đầy năng lượng. Tôi luôn luôn đi ngủ sớm vào chủ nhật để chuẩn bị cho một tuần mới đầy năng lượng. Tôi yêu những ngày nghỉ cuối tuần và luôn ước ngày nào cũng là cuối tuần. Tôi yêu những ngày nghỉ cuối tuần và luôn ước ngày nào cũng là cuối tuần. Các bạn có giống như tôi không? Các bạn có giống như tôi không? cuối tuần của tôi. Có lẽ ai cũng mong chờ đến cuối tuần. Vào cuối tuần tôi sẽ được ngủ nướng và dậy muộn hơn bình thường. Vì dậy muộn nên tôi sẽ ăn bữa sáng kiêm bữa trưa luôn. Sau khi ăn tôi sẽ phải dọn nhà, công việc mà tôi ghét nhất. Thường thì tôi sẽ dành ngày thứ bảy để dọn dẹp nhà và nghỉ ngơi. Còn vào chủ nhật thì tôi hay đi chơi và đi ăn với bạn. Tối chủ nhật tôi sẽ lên kế hoạch thật chi tiết cho một tuần làm việc mới. Đây là thói quen của tôi, nếu không lên kế hoạch thì tôi sẽ không biết mình phải làm gì trong tuần mới cả. Tôi nghĩ thói quen này rất tốt. Tôi luôn luôn đi ngủ sớm vào chủ nhật để chuẩn bị cho một tuần mới đầy năng lượng tôi yêu những ngày nghỉ cuối tuần và luôn ước ngày nào cũng là cuối tuần các bạn có giống như tôi không